Quý vị đang theo dõi bộ truyện Xuyên Thành Canh Ngục Tại Dị Giới, được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 65 của bộ truyện này. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Trong lúc ánh mắt chớp chớp, bàn tay giấu dưới y bào của Mạnh Diễn bắt đầu bóp pháp quyết. Một làn khói mơ hồ khuếch tán ra. Nếu như bình thường, hắn ta nhất định không dám làm động tác nhỏ ở dưới mí mắt Thái Thượng Trưởng Lão. Như hiện nay, Thái Thượng Trưởng Lão đã không phải là Thái Thượng Trưởng Lão năm đó nữa. Chẳng qua cũng chỉ là loại người sắp chết, chỉ có thể sống sót dựa vào phong bế bản thân, lâm vào trạng thái ngủ say. Không có động tĩnh lớn, căn bản không thức tỉnh được. Sau khi bố trí xong, Mạnh Diễn lại liên hệ thông qua ma chủng, lặng lẽ gửi tin tức cho Lăng Phỉ Nhi, để cho nàng ta có thể tùy thời hành động. Sau đó lúc này mới thay đổi một dáng vẻ bi thương cùng lo lắng, kích phát môn chủ lệnh, kèm theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng kêu lên: Thái Thượng Trưởng Lão, hãy cứu kiếm môn, tiêu diệt kiếm môn, đệ tử kiếm môn diệt địa ngục môn ta, hôm nay bọn ta muốn ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Tiếng nổ vang, tiếng kêu giết, tiếng chống trận trong lúc nhất thời đã trở thành giai điệu chính của kiếm môn. Liên quân của các thế lực lớn như Hồng Thủy xông vào kiếm môn, chiến tranh chính thức bắt đầu. Chúng ta thể chết bảo vệ tông môn, cùng bọn họ liều mạng. Đệ tử kiếm môn cũng không chút yếu thế, cùng chiến đấu với kẻ thù. Các loại thần quang bất chợt hiện ra, các loại thần binh pháp bảo tung bay, vô số loại thần thông diệu pháp cũng được thi triển ra. Độc Công Nguy lấy một địch bốn, một mình đại chiến với bốn vị thiên quân. Ông ta vốn là cường giả thiên quân đỉnh phong, nếu như là một chọi một thì chả sợ ai, nhưng địch nhân cũng sẽ không một đống một với ông ta. Bốn vị thiên quân vây quanh ông ta điên cuồng chém giết. Về phần Khô Mộc lão nhân cùng với Không Giới thần tăng thân là đạo nô, lúc đại trận hộ sơn bị công phá đã không thấy bóng dáng, không biết đi làm cái gì. Cũng may người trong kiếm môn đã sớm bố trí trận pháp ở bên trong cửa. Số lượng kẻ thù mặc dù đông, nhưng trong lúc nhất thời cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Chỉ có điều loại cục diện giằng co này chỉ trong chốc lát đã bị phá vỡ. Từng luồng ma khí mạnh mẽ bộc phát từ bên trong kiếm môn ra, vô số đệ tử kiếm môn kêu thảm thiết. Rõ ràng là nhân ma đã ẩn nấp ở kiếm môn động thủ. Bọn họ một giây trước vẫn là đồng đội kề vai tác chiến, một giây sau đã chĩa mũi kiếm trong tay vào ngay đồng môn. Số lượng nhân ma không nhiều lắm, chỉ có hơn 100 người, nhưng do đánh lén tạo thành thương vong của bên kiếm môn nhiều hơn so với kẻ địch. Quan trọng nhất là mục tiêu chính của bọn họ là phá hư trận pháp. Vô số đệ tử kiếm môn mặt muốn nứt ra, nhưng cũng không xoay chuyển được tình thế. Trong lúc nhất thời, cân bằng trận chiến đã nghiêng về phía kẻ địch. Ngay khi trận chiến đang kịch liệt diễn ra, Cố Thành Phong cũng đang bận rộn, không phải vội vàng tịch thu tài sản thì cũng vội vàng thu nạp đạo nô. Bởi vì tịch thu tài sản cũng được kha khá rồi, có thiên tống trận giúp tiết kiệm hoàn toàn công sức đi lại, hơn nữa còn có sự trợ giúp của Diêm Mộng Điệp cùng với một đám nô lệ thiên quân, thậm chí tịch thu tài sản còn nhanh hơn. Dọc theo đường đi, nô lệ của Cố Thanh Phong càng đánh càng nhiều, thiên quân của các phái lớn về cơ bản đều bị hắn thu vào trong túi. Dù sao người ta vất vả lắm mới tu luyện tới thiên quân cảnh, cứ như vậy mà giết bọn họ, thật uổng phí biết bao, còn không bằng giữ lại làm tiểu đệ. Lúc trước ở hạ giới, lĩnh hội được uy phong làm chủ yêu ma, hiện tại không dễ dàng mới mạnh lên, không tung uy phong làm sao được. Cho nên Cố Thành Phong thu tiểu đệ, thu đến nghiện, sau đó chạy tới cấm địa Thái Sơ, bắt đầu tìm kiếm đạo nô. Phàm là nhìn thấy đạo nô sẽ không có một người nào có thể chạy thoát ma trảo của hắn. Mấy ngày ngắn ngủi, đã thu phục gần trăm đạo nô, trong đó có hơn 10 cường giả cấp thiên quân, còn lại đều là thiên quân cảnh. Về phần thiên tôn cảnh không có một người nào, bởi vì đạo nô thiên tôn cảnh dường như tất cả đều ở sâu trong cấm địa Thái Sơ. Cố Thành Phong hiện giờ có cảm giác nhạy bén, tuy rằng chưa từng tiến vào nơi sâu, chỉ ở vùng ven rìa đã có thể cảm giác được bên trong có đáng sợ lớn, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Sâu trong cấm địa Thái Sơ rất có thể ẩn chứa bí ẩn nguyền rủa của thiên đạo giáng xuống năm đó. Loại bí mật này cũng không phải thực lực hiện tại của Cố Thành Phong có thể dò xét.
cho nên hắn cẩn thận, nên không đi vào trong. Hơn 10 vị thiên quân, mấy trăm thiên nhân, nhiều đây cũng đủ dùng ở Thanh Mộc vực rồi. Chuyến này ra cửa thu hoạch cũng không tệ lắm, đã đến lúc trở về lấy đế mà kiếm, đến lúc đó bản tôn mang theo nhiều tiểu đệ như vậy trở về kiếm môn, trái lại muốn nhìn xem còn kẻ nào dám nói bản tôn nhập ma. Giết Độc Cô Nguy, cho dù ngươi là kiếm thần đương thời cũng đừng hòng đột phá được vòng vây của bốn người bọn ta. Vẻ mặt Phương Diêm nghiêm nghị cùng ba vị thiên quân còn lại điên cuồng hạn chế hành động của Độc Cô Nguy. Bọn họ không có dốc hết toàn lực, mà là không ngừng bám chặt. Cường giả đạt đến cấp bậc thiên quân rất khó bị giết chết. Mặc dù dốc hết toàn lực ra tay, cũng rất có khả năng sẽ bị đối phương mạnh mẽ phản công lại. Cho nên bọn họ đang cầu kéo thời gian, chỉ cần ngăn cản Độc Cô Nguy, chờ thủ hạ giết sạch đệ tử kiếm môn, đến lúc đó có thể dựa vào ưu thế về số người vây quét Độc Cô Nguy, không cần sợ phản công cá chết lưới rách của đối phương nữa. Độc Cô Nguy đã từng trải qua trăm trận, tất nhiên biết kế sách của đối phương, nhưng biết thì biết, cũng không thể làm gì được. Căn bản không cách nào đột phá vòng vây, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử kiếm môn không ngừng bị tàn sát. Đây là một trận chiến không bình đẳng, kẻ địch gấp mấy lần kiếm môn. Nhìn đệ tử càng ngày càng ít, hai mắt Độc Cô Nguy muốn nổ tung, toàn bộ kiếm môn bị một luồng khí tức tuyệt vong bao phủ. Ngay sau đó, đột nhiên trời đất bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, hư không không ngừng kích động, mà nguồn chấn động rõ ràng xuất phát từ sâu trong kiếm môn. Ngay sau đó, một luồng khí thế mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng bộc phát ầm ầm. Ầm ầm, một tiếng ông, trời đất mất đi âm thanh, tất cả tranh đấu vào giờ khắc này toàn bộ đều ngừng lại, giống như trong lòng mỗi người đều bị đè lên một ngọn núi lớn, dường như động một chút cũng phải dùng hết sức lực cả người. Sắc mặt của Vương Diêm và bốn vị thiên quân ngay lập tức thay đổi, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Cỗ uy thế này là thiên tôn. Còn Độc Cô Nguy thì mừng như điên, thái thượng trưởng lão. Lời này vừa nói ra làm cho mọi người của kiếm môn tinh thần kích động. Thái thượng trưởng lão xuất sơn, thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Tất cả mọi người dường như quên mất phải chiến đấu, nhìn chằm chằm vào sâu trong kiếm môn. Chỉ thấy một vị lão giả râu tóc bạc phơ chậm rãi đi ra. Thân hình lão gầy gò, hình dáng như cây gai, trên da đầy nếp gấp giống như vỏ cây cổ thụ, cực kỳ giống một ông lão gần đất xa trời. Dường như một trận gió nhẹ cũng có thể thổi ngã ông lão. Nhưng chính sự xuất hiện của một ông lão như vậy lại làm cho tất cả mọi người ở đây không dám coi thường. Rõ ràng trông lão vừa gầy vừa suy yếu, nhưng ở trong mắt mọi người, dáng vẻ gầy yếu kia quả thực tràn ngập cả thiên địa. Bước chân của lão cực kỳ thong thả, không khác gì lão già bình thường. Nhưng với mỗi một bước lão đi ra, khoảng cách dưới chân giống như được rút ngắn, khoảng cách gần trăm dặm, nhưng chỉ trong khoảng 2-3 bước chân đã đi xong. Rút đất thành tấc, dáng vẻ tầm này chẳng lẽ là Thanh Minh kiếm tôn? Ấy thế mà lão vẫn còn sống. Đám người Vương Diêm biến sắc, lão già được xưng là Thanh Minh kiếm tôn bước vào chiến trường, một đôi mắt già đục ngầu quét về phía mọi người, chỉ nói một câu: hoặc là cút, hoặc là chết. Lúc này tất cả ánh mắt đều tập trung trên người bốn người Vương Diêm, chờ đợi quyết định của bọn họ. Kiếm Tinh Hà và Lôi Vạn Quân ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thanh Minh kiếm tôn, trong lòng đã sinh ra ý rút lui, bởi vì danh tiếng của đối phương như sấm bên tai, đó là nhân vật tuyệt đỉnh của thế hệ trước, thời điểm đỉnh phong năm đó đè ép sư tôn bọn họ cả đời. Người có tên, cây có bóng, sao người có thể không sợ hãi chứ? Chỉ là bọn họ muốn lui, nhưng Vương Diêm và Đoàn Trường Sinh, hai người này đã bị kiếm ma khống chế từ lâu, làm sao có thể cho phép rút lui chứ? Chỉ nghe thấy Vương Diêm lạnh lùng nói: "Chư vị đừng để lão ta lừa gạt, nghe nói Thanh Minh kiếm tôn là hạ người sát phạt quyết đoán. Hôm nay chúng ta tiến công kiếm môn, lại sát hại vô số đệ tử của kiếm môn, lão ta lại không ra tay báo thù. Chẳng lẽ chuyện này vẫn chưa đủ để nói rõ vấn đề sao? Lão bất tử này sớm đã sắp tới đại hạn rồi, hiện giờ chẳng qua chỉ là treo mạng mà thôi. Chỉ sợ ngay cả nửa phần thực lực cũng không thể thi triển ra. Hiện tại thắng lợi đang ở ngay trước mắt,
nếu như để lão ta một câu quát đã rút lui, sau này thanh danh của chúng ta ở Thanh Mộc Vực không phải mất sạch hay sao? Vương Diêm nói một lượt, làm cho Kiếm Tinh Hà và Lôi Vạn Quân dao động, cảm thấy nói rất có lý. Vẻ mặt Thanh Minh Kiếm Tôn bình tĩnh nhìn bốn người này, thản nhiên nói: Bà Tôn quả thật mệnh không lâu nữa, nhưng mà đối phó với hạng người giá áo túi cơm thì vẫn thừa sức. Nói xong lão rút trường kiếm trong tay ra, đó là một thanh kiếm rất cổ xưa. Trên thân kiếm không có bất kỳ thần quang chớp động nào, nhưng nó chỉ chính là một thanh kiếm bình thường như vậy, lại gây áp lực rất lớn cho mọi người. Lão bất tử. Vương Diêm hử lạnh một tiếng, phá vỡ áp lực. Liên quân của chúng ta khoảng 100 vạn người, bổn tọa thật sự không tin, trước khi thần lực của ngươi hào hết, có thể giết chết tất cả chúng ta. Động thủ! Khi Vương Diêm ra lệnh, keng, một tiếng kiếm chói tai vang lên, thời gian vào giờ khắc này giống như ngừng lại. Thanh Minh Kiếm Tôn nhẹ nhàng vung một kiếm ra, ngay sau đó kiếm quang lấp lánh nổ tung, trời đất ngay lập tức thay đổi. Một đạo kiếm khí tung hoành khuấy động 3 vạn dặm, trong trời đất không có thứ gì khác, chỉ có một kiếm này. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều hoảng sợ, nhìn một kiếm hủy thiên diệt địa này điên cuồng dãy giụa. Một đám điều mạng bộc phát ra toàn bộ sức mạnh cố gắng ngăn cản, nhưng tất cả đều không giúp ích gì. Sau một kiếm, bụi đã lắng xuống, biểu cảm hoảng sợ của bốn vị thiên quân ngưng đọng ở ngay trên mặt. Trên cổ xuất hiện một đường máu mỏng, sau đó dần dần lan rộng, cho đến khi đầu rơi xuống đất. 100 vạn người cũng đều giống như thế, có người chia thành 2 đoạn, có người thân thể nát bấy. Sau một kiếm, sinh khí hoàn toàn không có. Tất cả người kiếm môn đều sững sờ, nhìn dáng người già nua, trong lòng chấn động. Một kiếm tiêu diệt 100 vạn kẻ địch, đây chính là thực lực của Thiên Tôn. Chỉ là đáng tiếc, sau một kiếm này, tư thế vô địch của Thanh Minh Kiếm Tôn ầm ầm sụp đổ. Lão nửa quỳ xuống đất, dùng trường kiếm chống đỡ thân thể. Thái thượng! Mấy vị cao tầng của kiếm môn kinh ngạc hét lên một tiếng, trong nháy mắt bay đến bên cạnh Thanh Minh Kiếm Tôn, muốn đỡ lão dậy. Nhưng mà còn có người nhanh hơn, đó chính là Mạnh Diễn, vẫn luôn đi theo phía sau Thanh Minh Kiếm Tôn. Ngại không sao chứ? Thanh Minh Kiếm Tôn được Mạnh Diễn chậm rãi đỡ đứng dậy. Một khúc xương già, vẫn chưa chết được. Hơn nữa hiện tại cũng không phải là lúc chết, dù sao vẫn chưa diệt sạch kẻ địch. Đám người Độc Cô Nguy kinh ngạc, vẫn chưa diệt sạch, còn kẻ địch nào khác? Không hổ là Kiếm Tôn, lại có thể phát hiện ra bọn ta. Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên truyền đến từ phương xa, tất cả người của kiếm môn ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy trong hư không mấy 100 đạo ma ảnh chậm rãi xuất hiện, kẻ cầm đầu hiển nhiên chính là kiếm ma. Đi theo phía sau hắn ta là một đám nhân ma, còn có đạo nô lúc trước biến mất không thấy, Khô Mộc lão nhân, không giới thần tăng. Đám người Độc Cô Nguy như gặp kẻ địch lớn, quát hỏi: Người là ai? Người chính là người đã sắp xếp giàn tế ở kiếm môn ta. Kiếm ma chậm rãi cởi mũ trên hắc bào xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ trung, tuấn lãng, thản nhiên nói: Sư huynh, đã lâu không gặp. Nhìn thấy khuôn mặt này, đám người Độc Cô Nguy đều sửng sốt, vẻ mặt không thể tin được. Ngụy Kiếm Thiên, tên phản bội nhà ngươi, lại vẫn còn sống. Kiếm ma Ngụy Kiếm Thiên mỉm cười: Ta không chỉ còn sống, mà còn mạnh hơn nữa. Ngươi lại có thể rơi vào ma đạo. Sức mạnh bất phân chính tà, đã qua nhiều năm như vậy rồi, sư huynh ngươi vẫn còn cổ hủ như thế. Khó trách kiếm môn ở trong tay ngươi càng ngày càng suy bại. Nếu trước đây sư tôn lựa chọn ta, vậy thì kiếm môn sẽ không đến mức như thế này. Chọn ngươi, nhìn dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ này của ngươi, hiện tại ta mới nhận ra chỗ anh minh của sư tôn. Độc Cô Nguy lạnh lùng nói. Nói nhiều cũng vô ích. Độc Cô Nguy, ngươi tránh ra đi. Bà Tôn đã sớm phát hiện có người âm thầm rình rập, cho nên còn đặc biệt lưu lại sức mạnh của một kiếm. Chỉ là qua một kiếm này, kiếm môn sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Thanh Minh Kiếm Tôn cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Sinh mệnh lực của lão đang trôi qua, không thể kéo dài thêm nữa.
lão muốn quét sạch chướng ngại cuối cùng cho kiếm môn trước khi chết. Kiếm ma lặng lặng nhìn Thanh Minh kiếm tôn, cầm lấy trường kiếm, ánh mắt sâu thẳm, không hề sợ hãi. Thái thượng trưởng lão, người không giết được ta. Kiếm ma bình tĩnh nói, giống như đang trình bày một sự thật. Thanh Minh kiếm tôn hừ lại một tiếng. Bản tôn có thể cảm giác được. Người đã là đạt cảnh giới bán bộ thiên tôn. Nhưng hôm nay, bản tôn phải nói cho người biết một sự thật. Đó chính là thiếu nửa bước, vĩnh viễn cũng là nửa bước. Phốc! Thái thượng! Đám người Độc Cô Nguy trong nháy mắt kinh hãi, vẻ mặt không thể tin, nhìn vào trước ngực Thanh Minh kiếm tôn, lại xuất hiện một thanh thần kiếm sáng như tuyết. Thanh thần kiếm kia là từ sau lưng đâm xuyên tới lồng ngực, nhìn giống như từ trên người mọc ra vậy. Mà người phía sau lão rõ ràng chính là Mạnh Diễn. Vẻ mặt Mạnh Diễn dữ tợn, kích động cả người run rẩy. Đi chết đi! Ầm ầm! Thanh Minh kiếm tôn dùng hết khí lực cuối cùng, xoay người đánh một chưởng vào người Mạnh Diễn. Mạnh Diễn ngay lập tức hộc máu, bay ngược ra ngoài. Kinh mạch toàn thân, bao gồm lục phủ ngũ tạng, toàn bộ bị chấn nát. Rõ ràng cũng không sống được lâu nữa. Nhưng khuôn mặt của hắn ta vẫn còn điên cuồng. Kiếm ma đại nhân, ta đã không làm nhục sứ mệnh. Tên phản đồ nhà ngươi! Độc Cô Nguy nổi giận gầm lên, kích động rút ra một kiếm, hoàn toàn đánh chết Mạnh Diễn. Sau đó đám người điên cuồng muốn cứu sống Thanh Minh kiếm tôn. Thanh Minh kiếm tôn suy yếu, lo lắng hét lên. Đừng lãng phí thần lực nữa, bản tôn nhất định sẽ chết, không thể nghi ngờ. Độc Cô Nguy, mau mời đế ma kiếm. Ngay sau khi tiếng giống này kết thúc, sinh cơ của Thanh Minh kiếm tôn hoàn toàn kiệt quệ. Lúc này Độc Cô Nguy căn bản không thèm để ý đến bi thương cùng phẫn nộ nữa. Ông ta không chút do dự, biết hiện tại cơ hội sống duy nhất chính là mời đế ma kiếm ra, sau đó dùng sinh mệnh của bản thân trả giá, mạnh mẽ thúc giục đế ma kiếm, chém giết kiếm ma. Trước đây đế ma kiếm bị phong ấn, các vị tiền bối trong môn phái để lại ám môn, có thể kích hoạt phong cấm trong thời gian ngắn. Mà ám môn để triệu hồi đế ma kiếm, chỉ có môn chủ các đời nắm giữ. Chỉ thấy Độc Cô Nguy vươn tay lên trời, bi phẫn, giận dữ, hét lớn. Kiếm đến! Kiếm ma vẫn lạnh lùng, nhìn chăm chú vào đám người, không hề có chút cử động nào. Thời gian trôi qua từng phút, tay của Độc Cô Nguy giơ lên vài giây, đế ma kiếm cũng không tới. Cục diện này trong lúc nhất thời, có chút xấu hổ. Kiếm lại đến! Độc Cô Nguy lại tức giận hét lên, tay đang giơ đến sắp cứng đờ, đế ma kiếm vẫn không tới. Sao lại như này, đế ma kiếm đâu? Độc Cô Nguy cuồng nộ nói. Lúc này kiếm ma mới mở miệng nói. Sư huynh, đừng uổng phí khí lực nữa. Đế ma kiếm sẽ không tới đâu. Nó nhất định chỉ có thể thuộc về ta. Là người giở trò quỷ. Độc Cô Nguy sợ hãi cả người phát lạnh. Mục đích của ngươi là đế ma kiếm. Giờ khắc này Độc Cô Nguy thật sự có chút tuyệt vọng. Kiếm môn tổng cộng chỉ có hai át chủ bài lớn. Một là Thái Thượng, hai là Đế Ma Kiếm. Nhưng hiện tại, hai át chủ bài lớn này đều đã mất đi hiệu lực. Còn bên Kiếm Ma lại có được một vị bán bộ thiên quân, hai vị thiên quân hậu kỳ, mấy trăm vị thiên nhân. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Kiếm Ma gật đầu. Loại môn phái mục nát như kiếm môn này, ngoại trừ Đế Ma Kiếm ra thì không có gì đáng để lưu luyến. Khắc khắc khắc. Lời nói của tiểu nhân ma nhà ngươi trái lại rất được lòng ta. Bản tôn rất vui, nhưng hành vi cướp đoạt đế ma kiếm của ngươi bản tôn lại rất không thích. Tiếng cười dữ dội đột nhiên nổ tung ở phía chân trời. Tất cả mọi người đều quay lại tìm kiếm, chỉ thấy một bóng dáng phong thần tuấn lãng hiện ra trong hư không. Cố sư đệ! Đám người Độc Cô Nguy trong nháy mắt kinh ngạc hét lên. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới Cố Thành Phong lại trở về vào thời điểm này. Cố sư đệ, ngươi là hy vọng cuối cùng của kiếm môn, ngươi mau đi đi. Độc Cô Nguy lo lắng hét. Đi. Cố Thành Phong ta vốn định sau khi diệt kiếm môn sẽ đi tìm ngươi. Không ngờ tới, ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Hôm nay đúng lúc, có thể một lưới bắt hết.
Diễm Ma lạnh lùng nói. Đám người Độc Cô Nguy căng thẳng, bọn họ có thể chết ở đây, nhưng đế tử thì không thể. Chỉ cần đế tử không chết, giả sử có thời gian dài, tất nhiên thành đế. Đến lúc đó kiếm môn sớm muộn gì cũng có thể thành lập một lần nữa. Đám người Độc Cô Nguy thân hóa độn quang, nhanh chóng chắn trước mặt Kiếm Ma và đám nhân ma, muốn tranh thủ thời gian cho Cố Thanh Phong. Cố sử đệ, người mau thi triển thiên tống trận, chúng ta ngăn trở hắn ta. Hôm nay các người, ai cũng đừng hòng thoát được. Cố sử đệ, mau! Còn mẹ nó, tất cả câm miệng hết cho bà tôn. Vẻ mặt Cố Thanh Phong dữ tợn, giống lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người có mặt đều khiếp sợ. Ngay sau đó, hắn lắc mình đi tới gần mọi người, liếc nhìn lướt qua tất cả mọi người, kiêu ngạo nói. Ập ĩ cái gì mà ầm ĩ, dám lớn tiếng ồn ào ở trước mặt bản tôn, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Lời này vừa nói ra, bất kể là kẻ địch hay là người của mình, đều sững người. Rõ ràng chỉ có thế lực hai bên đang đối đầu, vì sao người vừa đến, hình như lại có thêm bên nữa. Cố sử đệ, người lại nhập ma nữa à? Độc Cô Nguy nhìn vẻ mặt của Cố Thanh Phong giống như lúc trước tiếp xúc với đế ma kiếm, nhịn không được, theo bản năng hỏi. Cố Thanh Phong vừa nghe thấy, ngay lập tức bùng nổ. Nhập ma, người con mẹ nó cả ngày chỉ biết nhập ma. Nhân ma chân chính ở ngay đối diện người nhìn không thấy à? Đám người Độc Cô Nguy nhìn Kiếm Ma từ đầu đến cuối, sắc mặt đều bình tĩnh, rồi nhìn Cố Thanh Phong lại giống như ác quỷ tu la. Nói thật giờ phút này, rốt cuộc ai là ma, thật không thể phân biệt được. Được rồi, bản tôn cũng lười nói nhảm với các người. Tiểu Nguy, đế ma kiếm đâu? Độc Cô Nguy sửng sốt một lát, lúc này mới nhận ra rằng Cố Thanh Phong đang gọi mình. Nghe thấy bà chữ đế ma kiếm, ông ta có chút ảm đạm lắc đầu. Không biết. Cố Thanh Phong đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Kiếm Ma, nhếch miệng cười nói. Xem ra là tiểu tử nhà ngươi giở trò quỷ quái. Ngươi cũng muốn dựa vào đế ma kiếm để đánh bại ta. Kiếm Ma bình tĩnh nói. Khạc, không thể tưởng tượng được, ngươi vẫn còn hài hước như vậy. Bản tôn đánh bại ngươi còn phải cần đế ma kiếm sao? Kiếm Ma đối mặt với Cố Thanh Phong đang ăn nói ngông cuồng, thì vẻ mặt của ông ta vẫn bình tĩnh như trước, thản nhiên nói. Cố Thanh Phong, ta thừa nhận ngươi là thiên tài, tam thánh thể đại thành. Tuổi còn trẻ đã có được lực lượng, có thể so với thiên quân. Thậm chí Diêm Mộng Điệp cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà ngươi cảm thấy chỉ dựa vào một mình ngươi có thể thắng được tất cả nhân mà bọn ta, cứu được toàn bộ kiếm môn. Khi Kiếm Ma nói lời này, đám tiểu đệ nhân ma của ông ta rất sáng suốt, tự giác tiến lên một bước, khí thế cả người bộc phát ầm ầm, giống như một ngọn núi lớn áp về hướng đám người Cố Thanh Phong cùng với Độc Cô Nguy. Đám người Độc Cô Nguy cảm nhận được khí thế cường đại dọa người của đối phương, sắc mặt càng thêm nặng nề, trái tim gần như rơi xuống đáy cốc. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười dữ dội vô cùng ngông cuồng phá vỡ áp lực của cục diện này. Khạc, ai nói với kiến hồi các người rằng bản tôn chỉ có một người? Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Các tiểu nhân đều ra hết cho bản tôn. Hắn vung tay lên, trong nháy mắt hư không đột nhiên xuất hiện mấy trăm bóng người. Khi mấy trăm người này xuất hiện, khí thế hội tụ làm cho trời đất trong nháy mắt thay đổi màu sắc. Rõ ràng hơn 10 thiên quân cùng với hơn 100 thiên nhân, một vùng người đông nghịt đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Chúng thuộc hạ bái kiến tôn thượng. Âm thanh vang dội giống như sấm sét nổ tung trong lòng mọi người. Sau khi mười mấy thiên quân cùng với mấy trăm người hiện thân, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Bọn họ ngơ ngác nhìn một đám cường giả đang quỳ rạp dưới chân Cố Thanh Phong, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Thế lực tầm này, nói một câu càn quét khắp Thanh Mộc vực cũng không quá đáng. Mấy trăm thiên nhân tạm thời không đề cập tới, chỉ nói mười mấy vị thiên quân này. Đây chính là thiên quân nha. Tất cả thiên quân của Thanh Mộc vực cộng lại cũng không thể nhiều như tiểu đệ của Cố Thanh Phong được. Trong một thế lực, có thể có một vị thiên quân, vậy cũng đủ để trở thành thế lực đứng đầu Thanh Mộc vực rồi.
còn hơn 10 người như này căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là một thế lực khổng lồ như vậy lại quỳ xuống dưới chân Cố Thanh Phong, xưng hắn là tôn thượng. Đám người Độc Cô Nguy sững sờ nhìn Cố Thanh Phong đang hưởng thụ cảm giác mọi người quỳ lại, chỉ cảm thấy giống như là lần đầu tiên quen biết hắn. Đứng lên đi. Cố Thanh Phong vung y bào lên, cao ngạo nói, tạ tôn thượng. Một đám thiên quân cùng với thiên nhân đồng loạt đứng dậy chắp tay nói, Cố sư đệ, những người này là... Sắc mặt Độc Cô Nguy vô cùng khiếp sợ, thế cho nên nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Cố Thanh Phong liếc nhìn ông ta một cái, giống như đang nhìn một người nông dân chưa từng thấy qua thế giới. Cái này còn nhìn không ra sao? Những người này đều là thủ hạ của bản tôn. Không phải, ta muốn hỏi những người này từ đâu tới? Thanh Mộc Vực lấy đâu ra nhiều cường giả thiên quân như vậy? Đương nhiên đều là nghe danh mà đến. Thiên hạ đều biết bản tôn có từ Thái Thiên Đế đi ra ngoài dạo một vòng, cho ai nhìn thấy cũng đều cúi đầu quỳ bái, ngăn cũng không ngăn được. Vẻ mặt Cố Thanh Phong ngạo nghễ nói, Độc Cô Nguy. Lúc này kiếm ma đã nhìn ra manh mối, dù sao dùng ma chủng khống chế đạo nô là phương pháp hắn ta phát minh ra trước. Những người này đều là đạo nô ở cấm địa Thái Sơ. Không nghĩ tới vậy mà ngươi cũng hiểu được đạo tâm chủng mà chỉ pháp. Kiếm ma khẽ nhíu mày nhưng lập tức buông lỏng. Thú vị, như thế lại vừa hay. Ta mưu đồ mấy trăm năm, hôm nay rốt cục thành công. Nhưng luôn cảm thấy thành công quá mức đơn giản, thế cho nên không có chút cảm giác thành tựu nào. Hối kết này có thể tiêu diệt hơn 10 vị thiên quân, cũng có thể gọi là đặc sắc. Sư huynh, xem ra ngươi đã làm một chuyện thành công nhất, chính là tìm cho kiếm môn một đế tử tốt. Độc Cô Nguy hừ lạnh một tiếng, chuyện của kiếm môn không cần phiền tên phản đồ gây quan tâm, ngươi cũng không cần cản rỡ. Cho dù ngươi là bán bộ thiên tôn chi cảnh, nhưng cũng chưa chắc địch lại hơn mười mấy thiên quân liên thủ. Kiếm ma lắc đầu, sư huynh, ngươi hình như còn quên một chuyện, đế mà kiếm đi đâu rồi? Độc Cô Nguy biến sắc nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói, ta biết đế mà kiếm biến mất là trò quỷ ngươi làm, nhưng không có bí pháp ám môn, chỉ dựa vào ngươi căn bản không có tư cách nào khống chế đế mà kiếm. Kiếm ma bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, sư huynh, ngươi còn nhớ trước đây tại sao ngươi có thể làm môn chủ không? Năm đó sư tôn muốn chọn môn chủ trong hai người, ta và ngươi, thí luyện cuối cùng chính là xem có thể khống chế được đế mà kiếm hay không. Mà người sư huynh kính trọng nhất của ta, người đã nhường cho ta cơ hội tiếp xúc với đế mà kiếm. Lúc ấy ta cũng còn quá trẻ, đã tin vào sự khiêm nhường của ngươi. Kết quả sau khi tiếp xúc với đế mà kiếm, ngay lập tức nhập ma, trực tiếp bị loại bỏ thảm thiết. Vì thế người căn bản không cần mạo hiểm, đã trở thành môn chủ. Sư đệ, quả nhiên người vẫn còn đang canh cánh trong lòng đối với chuyện năm đó. Luận thiên tư, luận thực lực, ngươi đều thắng ta. Lúc ấy ta sớm đã không có lòng cạnh tranh môn chủ với ngươi rồi, cho nên mới cho ngươi làm người đầu tiên đi tiếp xúc đế mà kiếm. Cũng không phải là ta khiêm nhường, mà là ta thật lòng nhường cho ngươi. Độc Cô Nguy trầm giọng nói. Kiếm ma nghe xong lại cười ha ha. Độc Cô Nguy, ngươi đúng là ngụy quân tử. Trong lòng ngươi nghĩ gì ta có thể không biết sao? Ta cũng không thèm tranh luận với ngươi, dù sao cũng không cần thiết tranh luận với người chết. Nhưng lúc trước cũng nhờ ngươi ta đạt được ma tính của đế mà kiếm. Vì sao các ngươi đều cho rằng ta đã loại bỏ ma tính, nhưng trong lòng ta có hận thì làm sao có thể loại bỏ ma tính? Ma tính kia chính là cơ hội duy nhất của ta, cho nên ta đã tiêu. Người đỡ mở ngươi. Đột nhiên một tiếng miệng thối đơn giản đến cực hạn cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, chính là Cố Thanh Phong. Chỉ thấy vẻ mặt Cố Thanh Phong dữ tợn, cũng không kiên nhẫn nhìn chằm chằm hai người chửi mắng, khốn kiếp, ai tình nguyện nghe tình thù yêu hận giữa hai tên nam nhân các người chứ? Thật là chuyện xưa chó má cũ rích gì đó, cả một đám nhìn không ra hiện tại là ai đang khống chế thế cục sao? Độc Cô Nguy ngạc nhiên
Kiếm Ma nhướng mày, hắn ta mưu tính mất hơn 100 năm, rốt cuộc cũng đã thành công. Hiện tại ngay cả hành trình kế sách cũng không trò nói. Cố Thành Phong, xem ra hơn 10 vị thiên quân đã cho người vô cùng tự tin rồi. Tuy nhiên rất nhanh, ta sẽ cho người biết chỗ dựa của người ở trước mặt Đế Ma Kiếm chẳng là cái thá gì. Khắc khắc khắc, nghe người nói như vậy, bản tôn đã yên tâm. Nói thật, bản tôn thật sự sợ hai người các ngươi nói xong sẽ hòa giải. Người nói nếu người đột nhiên tẩy trắng rồi thì thật không thú vị. Cố Thành Phong nhe răng cười nói. Hy vọng lát nữa người vẫn có thể cười được. Kiếm Ma lắc đầu. Sau đó chỉ thấy Kiếm Ma vươn tay phải của mình ra, trong miệng nhẹ giọng nói. Kiếm đến. Sắc mặt Độc Cô Nguy đột nhiên biến đổi. Cố sư đệ, mau ngăn cản hắn ta, không thể để hắn ta lấy được Đế Ma Kiếm. Khốn kiếp, người câm miệng cho bản tôn. Một đám đúng là hoàn toàn không để bản tôn vào mắt. Tả hữu đâu, mau đuổi mấy người này đi đi. Vâng, tôn thượng. Một màn thần kỳ xảy ra, hơn 10 vị thiên quân vốn thuộc về kiếm môn, cộng thêm mấy trăm thiên nhân lại trực tiếp động thủ với đám người Độc Cô Nguy. Một đám người đông nghịt ép đám người Độc Cô Nguy đi, không cho bọn họ tới gần chiến trường. Làm xong tất cả, Cố Thành Phong lúc này mới hài lòng gật đầu, vẻ mặt khoái chí cười nhìn Kiếm Ma. Lần này cuối cùng không còn ai quấy rầy bản tôn nữa. Tuy nhiên, Đế Ma Kiếm của ngươi sao còn chưa tới vậy? Kiếm Ma duỗi tay, đại khái mấy hơi thở cũng không phát sinh bất kỳ động tĩnh nào. Cho dù Kiếm Ma tu luyện kiếm đạo vô tình, lúc này cũng lúng túng. Kiếm lại đến. Cố Thành Phong cũng không ngăn cản, chỉ hứng thú nhìn Kiếm Ma, bởi vì Kiếm Ma là ma, Đế Ma Kiếm cũng là ma. Hai con ma này nếu cộng lại với nhau, không biết có thể mang đến bao nhiêu kinh hỉ đây. Nhưng đợi một hồi, Cố Thành Phong không còn kiên nhẫn được nữa. Người có ổn không vậy? Kiếm Ma thu tay lại, sắc mặt có chút khó coi, giận dữ nói. Lăng Phỉ Nhi! Lúc này tiếng bước chân thanh thúy từ trong kiếm môn vang lên, bóng dáng người chậm rãi đi ra, chính là Lăng Phỉ Nhi, và trong tay nàng ta lại ôm một thanh kiếm màu vàng sậm, Đế Ma Kiếm. Dáng vẻ của Lăng Phỉ Nhi lúc này thay đổi kịch liệt, cả người bị ma khí cuốn thân, môi đỏ thẫm như máu, còn người lóe ra u quang, hai mắt bắt đầu tràn ngập ma khí, dường như đánh phấn mắt, giống như một vị quỷ nữ cửu u. Cố Thành Phong nhìn dáng vẻ của Lăng Phỉ Nhi lúc này, trong nháy mắt hai mắt sáng lên, có chút phấn khích. Phỉ Nhi vậy mà cũng là nhân ma. Lâm Diệu Khả vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin hét lên. Dù sao Lăng Phỉ Nhi cũng là đệ tử của nàng ta. Làm sao có thể, nàng lại có thể cầm Đế Ma Kiếm. Đám người kiếm môn hét lớn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các người mau nhìn xem, Đế Ma Kiếm lại có vỏ kiếm. Mọi người nhao nhao nhìn lại, lúc này mới chú ý tới một thanh vỏ kiếm đen nhánh mộc mạc đang bọc Đế Ma Kiếm ở trong đó. Độc Cô Nguy dường như nghĩ tới cái gì đó, biến sắc nói. Ta nghe sư tôn nói, ngay từ đầu Đế Ma Kiếm không có vỏ kiếm, nhưng kiếm thiên đế trước khi lâm chung sợ hậu nhân bị Đế Ma Kiếm đả thương, cho nên đặc biệt chế tạo ra một cái vỏ kiếm. Chỉ là đã thất lạc từ lâu, không nghĩ tới lại có thể rơi vào trong tay nhân ma. Khó trách nàng ta có thể cầm được Đế Ma Kiếm, hóa ra là công lao của vỏ kiếm. Lúc này trên mặt Lăng Phỉ Nhi không còn tươi sáng như trước, trái lại vẻ mặt đang dãy giụa, sợ hãi, do dự, vô cùng phức tạp. Nàng ta dẫm lên thi cốt cùng máu tươi trên chiến trường, chậm rãi đi ra, nhìn Kiếm Ma cùng Cố Thanh Phong, hai bên đang đối chất, cắn chặt môi, không giống ma nữ, càng giống như một bé gái nhà bình thường hơn. Kiếm Ma nhìn Đế Ma Kiếm mà Lăng Phỉ Nhi đang ôm vào trong ngực, ma tính trong mắt tăng vọt, lạnh lùng nói. Lăng Phỉ Nhi, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Vừa rồi khi ta triệu hoán Đế Ma Kiếm, vì sao lại ngăn lại? Ngoài dự liệu của mọi người, chính là Lăng Phỉ Nhi không để ý tới Kiếm Ma, càng không để ý tới đám cường giả đầy trời đông nghịt này. Sự xuất hiện của nàng ta dường như làm gián đoạn cuộc chém giết trên chiến trường. Chỉ thấy nàng ta hít sâu một hơi, cảm xúc phức tạp trên mặt biến mất, chỉ còn lại kiên định cùng hy vọng, nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong,
dường như trong thiên địa chỉ có một mình hắn, nhẹ giọng hỏi: Cố Thành Phong, rốt cuộc ngươi có thích ta hay không? Lăng Phỉ Nhi muốn có một đáp án. Nàng ta và Cố Thành Phong đã ở bên nhau thời gian dài, nhưng Cố Thành Phong chưa bao giờ nói chữ thích này. Cố Thành Phong sửng sốt, vậy là bản tôn vừa mới đuổi một người yêu hận tình cừu đi, trong nháy mắt lại có thêm một người nữa sao? Cho dù Kiến Ma là kẻ ngốc cũng hiểu được là đang xảy ra chuyện gì, lúc này nổi giận nói: Màu đèm đế ma kiếm cho ta. Hắn ta không ra tay cướp đoạt, bởi vì vỏ kiếm của đế ma kiếm cũng không phải chỉ có thể dùng để tra kiếm, mà đồng thời nó còn có công dụng phòng ngự cực mạnh. Lăng Vĩ Nhi vẫn không để ý tới hắn ta, tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong, hỏi: Người trả lời ta. Đối với chuyện này, Cố Thanh Phong chỉ muốn nói nữ tử nhập ma thật sự hăng hái, người bình thường thật sự không làm được việc này. Sắc mặt Kiếm Ma càng lúc càng khó coi, hắn ta lúc này bắt đầu thúc giục ma trùng trong cơ thể Lăng Phỉ Nhi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Phỉ Nhi hiện lên vẻ thống khổ, nhưng khi u quang trong mắt Cố Thanh Phong chợt lóe, vẻ thống khổ chợt tiêu tan. Kiếm Ma biết là do Cố Thanh Phong giở trò quỷ, hắn ta có chút hoảng hốt. Ma trùng là thủ đoạn khống chế nhân ma của hắn ta, hiện tại lại mất đi hiệu lực, vậy đế ma kiếm làm sao bây giờ? Trong mắt Lăng Phỉ Nhi lại hiện lên một chút vui mừng, nàng ta biết vừa rồi là Cố Thanh Phong cứu mình. Người thích ta đúng không? Nàng ta có vẻ hơi vui mừng, nhưng mà Cố Thanh Phong lại trả lời là: Người khôn ngoan, không bao giờ rơi vào bể tình. Nghe được câu này trả lời, hai tròng mắt Lăng Phỉ Nhi trong nháy mắt ảm đạm. Đám người kiếm môn trong nháy mắt cũng nổ tung, điên cuồng mắng chửi Cố Thanh Phong. Lúc này sao người không nghe theo nàng ta chứ? Cho dù nàng ta hiện tại có chút ý ép buộc, nhưng trước mắt cứ lừa gạt nàng à, lừa để lấy đế mà kiếm, không được sao? Kiếm Ma vốn có chút bối rối thì ngay lập tức lại mừng như điên. Cũng chính là hắn ta không biết từ trai thẳng cương trực, nếu không nhất định sẽ đặt nó lên đầu Cố Thanh Phong rồi. Lăng Phỉ Nhi, ngươi cũng nghe thấy rồi đó, tên Cố Thanh Phong này vô tình vô nghĩa, ngươi nhanh chóng đem đế mã kiếm cho ta, chuyện lúc trước có thể xóa bỏ hết. Không phải ngươi vẫn luôn ghen ghét Nam Cung Tuyết là thánh nữ sao? Chờ ta thống nhất kiếm môn, sẽ phòng ngươi làm thánh nữ, để cho Nam Cung Tuyết làm tỷ nữ của ngươi. Kiếm Ma nói lời dụ dỗ hấp dẫn. Lúc trước sở dĩ Lăng Phỉ Nhi bị dụ dỗ nhập ma cũng là bởi vì ghen tị với Nam Cung Tuyết hình thành chấp niệm, cho nên Kiếm Ma cảm thấy lấy Nam Cung Tuyết ra nói chuyện sẽ có tác dụng nhất. Nhưng mà loại người tu luyện kiếm đạo tuyệt tình như Kiếm Ma sẽ không hiểu, sau khi một nữ nhân đã rơi vào tình yêu, vậy chấp niệm của nàng ta cũng chỉ có tình yêu. Cho nên Lăng Phỉ Nhi nghe thấy Kiếm Ma dụ dỗ vẫn không để ý tới hắn ta, nước mắt trong hốc mắt tràn ra, tức giận nói: Cố Thành Phong, ngươi là tên khốn kiếp. Nàng ta tức giận hét to một tiếng, ngay lập tức mạnh mẽ ném đế ma kiếm trong tay ra ngoài. Kiếm Ma trong nháy mắt mừng như điên, vội vàng muốn tiếp lấy đế ma kiếm, nhưng lại đột nhiên sửng sốt, bởi vì phương hướng đế ma kiếm bị ném đi lại là phương hướng của Cố Thành Phong. Hắn ta muốn động thủ đi cướp, nhưng hơn 10 vị thiên quân phía sau Cố Thành Phong đã bố trí ở bốn phía từ lâu, ngăn cản đường đi. Chỉ trong nháy mắt, đế ma kiếm đã đến tay Cố Thanh Phong. Kiếm Ma lúc này hoàn toàn luống cuống, hắn ta không rõ vì sao Lăng Phỉ Nhi chửi mắng Cố Thanh Phong là tên khốn kiếp, lại còn muốn ném kiếm cho hắn chứ. Cho nên nữ nhân luôn nói một đằng là một nẻo, là nói như vậy sao? Hắn ta lần đầu tiên hối hận bản thân tu luyện kiếm đạo tuyệt tình, thế nên mới không biết chút gì về chuyện tình cảm. Kiếm Ma hiện tại chỉ có thể cầu nguyện một chuyện, đó chính là Cố Thanh Phong không có cách nào khống chế được đế ma kiếm. Dù sao hắn và mình không giống nhau, trong cơ thể không có ma tính của đế ma kiếm. Kiếm Ma có thể khống chế đế ma kiếm là bởi vì hắn ta dựa vào ma tính nhập ma của đế ma kiếm. Nói một cách đơn giản, có thể hiểu là chủng đế ma kiếm để lại. Tương tự như sự tồn tại của kiếm nô, nhưng cao hơn kiếm nô một bậc. Có thể miễn cưỡng khống chế, nhưng có một điểm,
cho dù Cố Thanh Phong không thể khống chế đế ma kiếm, Độc Cô Nguy lại có thể. Ông ta có thể dựa vào bí pháp dùng sinh mệnh để hiến tế, đạt được quyền sử dụng ngắn ngủi. Cho nên bất kể như thế nào, kiếm ma biết hôm nay mình thua chắc rồi. Hắn ta càng nghĩ càng tức giận, thế nên kiếm đạo tuyệt tình cũng không áp chế được. Chỉ thấy vẻ mặt dữ tợn của hắn ta, nhìn về phía Lăng Phỉ Nhi đang khóc, tức giận nói, tiện nhân nhà ngươi, chết đi! Chèng! Một đạo kiếm quang đen kịt như mực hung hăng chém về phía Lăng Phỉ Nhi. Lăng Phỉ Nhi nhìn đạo kiếm quang kia có chút thất thần, nàng ta không có chạy trốn, cũng tránh không thoát được, nên chỉ lặng lặng chờ chết. Xẹt! Từng đạo kim quang dọc theo mặt đất hiện lên, Cố Thành Phong xuất hiện trước mắt Lăng Phỉ Nhi, dùng lưng ngăn cản một kiếm này giúp nàng ta. Lăng Phỉ Nhi ngơ ngác nhìn Cố Thanh Phong từ trên trời giáng xuống, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi mở to, nước mắt lại lần nữa tràn ra. Tại sao ngươi lại cứu ta? Cầm miệng cho bà tôn, suốt ngày chỉ biết khóc khóc, khóc cái rắm. Ngươi đã quên, ngươi là tỷ nữ của bản tôn. Với thân phận bản tôn bây giờ, chẳng lẽ còn có thể tùy ý để cho tỷ nữ bị giết? Lăng Phỉ Nhi sững sờ nhìn vẻ mặt hung ác của Cố Thanh Phong, đột nhiên bật cười thành tiếng. Giây phút kia giống như là gió xuân khẽ vuốt ve trời đất, trời xanh đất biếc hòa nở rộ. Người xấu! Cố Thanh Phong không để ý tới Lăng Phỉ Nhi đang giống như hoa si, mà là có chút sững sờ. Sao lại không thêm thuộc tính chứ? Hắn vội vàng xem lại, kết quả phát hiện vỏ kiếm của đế ma kiếm đang tản ra ánh sáng bạc nhược. Mà chính là ánh sáng này ngăn cản một kiếm của bán bộ thiên tôn cảnh một cách dễ dàng. Cố Thành Phong chợt cảm thấy mất hứng. Khốn kiếp, làm hỏng đại sự của ta. Khó trách Lăng Phỉ Nhi lại không lo lắng bản tôn bị thương chút nào. Hóa ra vỏ kiếm này lại có công hiệu như thế. Keng! Cố Thành Phong lập tức rút đế ma kiếm ra, sau đó ném vỏ kiếm cho Lăng Phỉ Nhi. Đối với hắn mà nói, cái vỏ kiếm này quá vướng víu. Vừa phong ấn đế ma kiếm lại còn cản đòn hộ mình, đúng là trói buộc nhau thật sự. Hắn từ trước đến nay ngang tàng thành thói, khi nào thì dùng pháp bảo hộ thân chưa? Lăng Phỉ Nhi đón lấy vỏ kiếm, ngơ ngác nhìn Cố Thanh Phong, trong lòng ngập sự ngọt ngào. Nàng ta biết Cố Thanh Phong làm vậy là bảo vệ mình, nhưng nghĩ đến kiếm ma vẫn đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, nếu không có vỏ kiếm Cố Thanh Phong sẽ bị thương mất, nên nàng ta lo lắng đưa vỏ kiếm sang. Cố sư thúc cần vỏ kiếm này hơn ta. Cầm miệng, bản tôn cái rắm, vướng víu chân tay bỏ sư, đưa người thì ngươi cầm đi. Cố Thanh Phong nhăn mặt ghét bỏ nói, sau đó không chờ Lăng Phỉ Nhi phản ứng, đi ngay lập tức. Lăng Phỉ Nhi cảm nhận được vẻ dịu dàng, chất chứa trong sự bá đạo của Cố Thanh Phong, trái tim dường như đã rơi vào tay giặc. Giống hệt như nữ sinh viên mới vào nghề đã bị chủ tịch bá đạo vây hãm. Cố sự thức thật bá đạo, nhưng ta thích. Cố Thanh Phong lại quay trở lại chiến trường, tay cầm đế ma kiếm, mặt thì nở một nụ cười toe toét, nhìn kiếm ma không rời. Đế ma kiếm không có sự trói buộc của vỏ kiếm, ma khí bên trên bắt đầu tuôn trào, kéo theo một luồng đế uy mờ mịt tỏa ra xung quanh. Giờ phút này hắn như thiên đế sống lại, đứng ngạo nghễ trước thế gian, vạn vật thuần phục. Đế uy dồn ép mọi người, bao gồm cả vùng trời đây, không ai có thể ngẩng đầu lên được. Thoáng chốc, đế ma chi khí cuồng bạo bắt đầu tức tốc chui vào trong cơ thể Cố Thanh Phong. Đế ma kiếm xem như đã từng là binh khí của thiên đế, vốn đã vô cùng kiêu ngạo, hiện giờ còn nhập ma, càng kiệt ngạo bất tuân. Không phải thiên đế thì không thể khống chế được nó. Hôm nay bị Cố Thanh Phong cầm trong tay, dường như đã phải nhận lấy muôn vàn nhục nhã, định khống chế hắn, biến hắn thành kiếm nô. Nhưng đế ma kiếm càng chống cự, Cố Thanh Phong càng sướng. Đế ma chi khí dưới sự giúp đỡ của hệ thống ào ào chuyển hóa thành thuộc tính của chính mình. Bất diệt kiếm thể lúc trước đã đạt đến đại thành của hắn, bắt đầu tăng trưởng một cách ổn định, chạy thẳng lên cảnh giới viên mãn. Cảm giác sảng khoái khi sức mạnh đang được tăng cường khiến Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời, cười nắc nẻ. Khà khà khà, đế ma kiếm trong tay, thiên hạ này là của ta. Từ ngày hôm nay trở về sau, trên trời dưới đất, mình ta độc nhất. Cố sư đệ, ngươi nhập ma rồi,
mau duy trì bản tâm, tuyệt đối đừng để đế ma kiếm khống chế. Tiếng cười của Cố Thanh Phong bị cắt đứt, hắn đen xì cả mặt, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Huy, đang lo đứng ở bên kia, lập tức cáu ầm lên. Còn mẹ ngươi, nín mỏ lại cho bản tôn, đừng có bắt bản tôn trong lúc vui vẻ, phải tát người đấy nhé. Mắng xong một câu, hắn vẫn thấy chưa đã cáu, ngay đó hùng hổ kết pháp quyết. Vô tận pháp vực, bát phương phòng cấm, càn khôn nghịch chuyển, cửu lòng khốn thiên. Nhất thời, mấy luồng phong ấn cực mạnh biến thành một lồng giam khổng lồ bằng ánh sáng, giam đám người Độc Cô Huy lại, đến bây giờ mới không có âm thanh nào truyền ra ngoài nữa. Kiếm ma nhìn Cố Thanh Phong, toàn thân ma khí cuốn lấy, ma uy ngút trời, trong mắt chợt hiện lên một tia vui sướng. Người này vốn không thể điều khiển được đế ma kiếm, tâm tính của hắn sắp bị nuốt sạch, biến thành kiếm nô rồi. Thậm chí hắn còn nhốt Độc Cô Huy lại, cứ thế còn ai có thể cản ta lại nữa. Kiếm ma nghĩ như vậy, lặng lẽ lui về đằng sau đám nhân ma, yên lặng chờ Cố Thanh Phong nhập ma, đại khai sát giới. Sau khi nhập ma, lý trí sẽ biến mất, mất hết tính người, gặp người sẽ giết. Mà tu vi của Cố Thanh Phong thì thấp, chẳng thể chịu được lâu đâu. Đợi hắn phát cuồng xong, sẽ suy yếu ngay. Đến lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để cướp đế ma kiếm. Kiếm ma, thằng chó kia, mày đi đâu rồi? Cố Thanh Phong đang cuồng tiếu đằng kia, bỗng hỏi một câu, làm cho kiếm ma đứng đằng sau lưng đám nhân ma, sững người. Vẫn chưa nhập ma hả? Thế nhưng hắn ta nhìn vào cặp mắt tàn bạo hung ác và cả khuôn mặt dữ tợn kia, lẫn toàn thân đều là ma khí của Cố Thanh Phong, nghĩ chắc cũng không khác gì mấy. Vậy tại sao vẫn còn lý trí chứ? Bản tôn đang hỏi người đấy, câm hả? Mặt kiếm ma thâm sỉ lại. Người vẫn chưa nhập ma. Ai ngờ Cố Thanh Phong nghe xong hai chữ nhập ma, ngay lập tức giận đến tím cả mặt. Còn mẹ nó, ngươi và Độc Cô Huy không hổ là sư huynh đệ. Nhập ma, hai người các ngươi, ngoài hai chữ nhập ma còn biết cái gì nữa không? Sắc mặt kiếm ma càng xấu đi rồi, không phải tại Cố Thanh Phong chửi hắn ta, mà vì Cố Thanh Phong chửi có trật tự rõ ràng như thế. Nhập ma vốn không có lý trí, không có chuyện phát ngôn được câu chửi người, có logic, có trật tự, rõ ràng mạch lạc thế được. Vậy này rốt cuộc là sao? Nếu không nhập ma thì Cố Thanh Phong đã khống chế được đế ma kiếm. Nhưng nếu khống chế được đế ma kiếm, sao lại có bộ dạng như kia? Như vậy chứng minh ma tôn vẫn còn sống. Cố Thanh Phong nhìn kiếm ma, mắt sáng lấp lóe, không suy nghĩ dài dòng đôi co với hắn nữa. Tuy hắn tốn sức khống chế đế ma kiếm, thuộc tính vẫn tăng đều, nhưng bất diệt kiếm thể mãi chẳng đạt đến cảnh giới viên mãn. Dù sao thì càng lên cao càng khó tăng, còn cần thêm chút thời gian nữa. Nhưng hắn lười đợi rồi, hiện giờ đang có con hàng trợ lực thượng hạng, sao lại không cần chứ? Nhãi nhép, người qua đây, bản tôn đưa đế ma kiếm cho người. Cố Thanh Phong vẫy vẫy kiếm ma, hắn căn bản không thèm quan tâm những lời mình nói lọt vào tai kiếm ma sẽ khiến đối phương suy đoán những gì. Nguyên nhân là một kẻ vô địch, là một kẻ trong lòng nghĩ như nào thì làm nấy, thích cái gì thì làm cái đó, cần gì phải quạt người khác làm gì. Kiếm ma ngỡ ngàng trước hành động của Cố Thanh Phong, không hành động, trái lại lùi về sau vài bước cảnh giác, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn thấy tình huống không ổn là chạy. Chẳng phải người tính kế trăm năm cũng chỉ vì đế ma kiếm hả? Giờ bản tôn tặng không cho người, người không muốn à? Cố Thanh Phong, ta thừa nhận là ta coi thường ngươi rồi. Không ngờ ngươi có thể điều khiển được đế ma kiếm. Lần này là ta thua, núi không chuyển thì nước chuyển, sau này sẽ có... Vèo, một tiếng xé gió đã cắt đứt những lời kiếm ma nói. Kiếm ma đờ ra như một luồng hào quang màu vàng sậm lao thẳng về phía mình, theo bản năng vươn tay ra bắt lấy. Xúc cảm lạnh thấu xương chuyển đến, đúng là đế ma kiếm không xài vào đâu được. Hắn ta cúi đầu nghệt ra, nhìn đế ma kiếm trong tay mình, sau lại ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Phong, cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi, vẫn chưa thấy tỉnh táo lại. Cho nên thế này rốt cuộc là sao? Ngay khi kiếm ma còn đần người ra đấy, tất cả đám người kiếm môn đều biến sắc, cả đám sợ đến nỗi, sắp bật cả tròng mắt ra ngoài, nhất là Độc Cô Huy, thoát cái vành mắt đã đỏ bừng, không biết còn tưởng vừa mới khóc xong. Ông ta phát khùng gào to,
liều mạng gõ lên thành lồng giam, nhưng đến cả một tiếng động bé xíu cũng không truyền ra ngoài được. Lăng Phỉ Nhi cũng choáng váng. Ta đây mạo hiểm cả tính mạng mang đế mà kiếm cho ngươi, kết quả ngươi vừa cầm lấy đã đưa cho địch rồi. Chẳng nhẽ thật ra ngươi cũng là nhân ma, đều là người một nhà. Cố Thanh Phong chẳng mà mọi người đều đang kinh ngạc, hai tay khoanh tròn trước ngực, vẻ mặt bễ nghễ nói: vui không? Kiếm ma có chút đần, gật đầu: vui, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Cố Thanh Phong mở rộng vòng tay, lộ lồng ngực ra: tới đây, chém ta một nhát. Kiếm ma ủ mưu trăm năm, lợi dụng ma chủng đùa giỡn lòng người, tự nhận bản thân coi như cũng đã nhìn thấu được nhân tính. Nhưng bây giờ, hắn đúng là đần thối ra rồi. Mẹ nó, ngươi còn nghệ ra đó làm cái gì? Sao cả đám đều lê ra lê dế như đàn bà thế nhỉ? Bản tôn chỉ muốn yên lặng hưởng thụ tí thôi, cũng khó khăn đến thế sao? Kiếm ma hít sâu một hơi, nén sự nghi ngờ trong lòng lại. Dù sao hắn ta cũng đoán không ra mục đích của Cố Thanh Phong là gì, chỉ cần cầm được đế ma kiếm trong tay là đủ rồi. Trước sức mạnh tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế gì cũng là vô ích. Hắn ta kích hoạt ma tính trong cơ thể, dùng một loại thái độ hèn mọn liên kết với đế ma kiếm, giành lấy quyền sử dụng. Đoang! Đế ma kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ, ma khí trên người ma kiếm tăng vọt, đôi tròng mắt dần trở nên âm u, sâu thẳm như đáy biển, như thể nuốt chửng toàn bộ ánh sáng trong thế gian này. Mặc dù không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng vẫn phải cảm ơn ngươi đã để cho ta lấy được đế ma kiếm, để bày tỏ lòng biết ơn của ta. Chết con mẹ mày đi! Soạt! Một luồng kim quang kéo theo chiều dọc hiện ra, dáng người Cố Thanh Phong bỗng nhiên xuất hiện trước mặt kiếm ma. Bản tôn cho ngươi đế ma kiếm không phải để ngươi làm màu, cho ngươi chém một nhát, sao mà vất vả quá vậy? Kiếm ma nhìn mặt người dữ tợn gần ngay trong gang tấc, cùng với nắm tay đối phương đấm đến, nào còn tâm tư nói chuyện nữa, lúc này chém luôn ra một kiếm. Keng! Một luồng kiếm vàng sậm vút ra, ánh sáng lộng lẫy rực rỡ vô ngàn. Một khắc này trong thiên địa không có bất cứ màu sắc nào hết, chỉ còn lại một nhát kiếm ấy. Đế ma kiếm lặng thinh mấy ngàn năm, rốt cục ở trước mặt người đời, lần đầu tiên bộc phát ra uy thế của nó. Đế bình vừa ra, vạn vật tan thành tro bụi, thiên địa bị nhấn chìm. Đoàng! Ánh kiếm chói lòa, ngày đó nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể Cố Thanh Phong. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên inh ỏi, giống như có một luồng sức mạnh khủng khiếp, vô cùng vô tận, đang hùng hục lao thẳng vào trong cơ thể Cố Thanh Phong. Cái loại thoải mái được nhồi no này làm hắn không tài nào tự thoát ra nổi. Đinh! Chúc mừng ký chủ, bất diệt kiếm thể thăng cấp đến cảnh giới viên mãn. Khà khà khà! Tiếng cười vô cùng sức sược phát ra từ trong ánh kiếm chói mắt. Một giây sau, một bóng người tự thần cũng như ma từ trong đó hiện ra, cặp mắt ngập tràn sự tà ác, quái dị, nhìn kiếm ma không chớp. Sắc mặt kiếm ma nhoáng cái hoàn toàn thay đổi. Không thể nào! Đế ma kiếm vẫn là chấp niệm trong lòng hắn ta. Mọi sự nỗ lực của hắn trong nhiều năm đều vì đế ma kiếm. Nhưng hôm nay đã chiếm được đế ma kiếm, không vô địch thì thôi, đến cả giết một tên tu sĩ thiên nhân cảnh còn không giết nổi. Bây giờ hắn đang có cảm giác niềm tin sụp đổ. Nói cái mẹ gì, chém tiếp đi! Đoàng! Cố Thanh Phong cười toe toét tung một quyền, kiếm ma biến sắc, vội vàng rơi đế ma kiếm chặn ở trước người, đỡ lên một quyền này. Sau đó ma quang trên thân đế ma kiếm như hàng tỷ mũi tên nhọn bắn ra ngoài, đánh mạnh mẽ lên người Cố Thanh Phong. Loại sảng khoái đó làm hắn hưng phấn hét lớn một tiếng, tung ra từng quyền một đón lấy. Cả bầu trời và mặt đất đều rung chuyển dưới những phát đấm đó của hắn. Kiếm ma đến cả nghĩ cũng không có thời gian mà nghĩ, càng thêm tàn nhẫn. Đế ma kiếm trong tay điên cuồng bay múa, từng đường kiếm khí ngang dọc kéo dài cả vạn dặm bộc phát ra ngoài. Không trung bị đế ma kiếm vẽ lên những vệt rách sâu không thấy đáy, xé toạc. Nhưng Cố Thanh Phong đối đầu trực diện những kiếm khí này, ấy thế lại bình an vô sự, trái lại còn càng đánh càng hưng phấn, như phát điên lên rồi. Đế ma kiếm chém liên tục lên người hắn, phát ra tiếng leng keng như đánh lên kim loại. Người của kiếm môn đứng vây xem đều như chết lặng.
Đó chính là đế mã kiếm đấy. Một trong những binh khí mạnh nhất, là vũ khí dành riêng cho thiên đế. Bên trong chất chứa thiên đế chi đạo, đặt vào thời điểm hiện tại, tương đương vũ khí hạt nhân. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.